Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo một số cái thiết bị test những cái thạch anh nhôm này. Thạch anh 32,768 kHz. Cái thạch anh này thì nó được sử dụng rất là rộng rãi ở trong những cái bộ hẹn giờ, tức là bộ định thời gian real time clock ấy, ở trong những cái mạch điều khiển điều hòa, tức là mạch thạch anh trong cái mạch điều khiển điều hòa ấy, hoặc là trong đồng hồ này, ở trong mainboard máy tính, rồi trong rất nhiều mạch vi xử lý ở quạt, vân vân. Những cái bộ nào liên quan đến định giờ chẳng hạn thì người ta, hoặc là trong cái đồng hồ vạn niên các bạn biết rồi đấy. Thì để làm cái bộ này thì cũng có rất nhiều cách để làm bộ này, có thể sử dụng vi xử lý làm và mấy cái bo mạch Arduino ấy. Nhưng mà tôi hôm nay hướng dẫn cho các bạn làm một cách cực kỳ đơn giản và chi phí là rất rẻ. Đây. Thì các bạn tìm những cái mạch đồng hồ báo thức cho mình, các bạn đồng hồ báo thức mà loại mà có chuông ấy. Đây. Cái loại này có chuông này, nó sẽ có một cái chuông ở đây. Đấy. Thì những cái loại đồng hồ đó nó chạy với điện áp 1,5V. Đấy. Thì ở cái chỗ mà cái con thạch anh cũ của đồng hồ nhá, cái chỗ con thạch anh này trên mạch này, thì các bạn nhìn thấy hai cái dây đỏ mình cắm ra hai cái dây, cái que đo đây. Đấy, cái dây đỏ ấy, mình đang cầm bên tay song song này. Thì hai cái dây đỏ này chính là cái vị trí ở con thạch anh 32,768 kHz của cái mên này. Đấy. Vận hàn cho mình hai sợi dây ra. Và các bạn đấu cho mình cái kẹp như này nhá, để kẹp thạch anh cho nó tiện. Đấy, thế thôi. Thế sẽ, bạn sẽ dòng hai dây nguồn ra này. Đây, ok. Đây, cái dây đỏ này của mình là mình nối vào cái điểm này, là điểm công tắc chuông. Có nghĩa là ở những cái đồng hồ báo thức các bạn phải gạt thì nó mới sang nước báo thức, thì nó mới cấp chuông được. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ làm cho bạn xem hoạt động của nó nhá. Xin lỗi các bạn là ở trong cái mạch này mình đã hàn nhầm đấy. Có nghĩa là dây đỏ của mình lại là cực âm và dây đen và cực dương. Đấy. Thì mong các bạn thông cảm và nó cũng không ảnh hưởng gì lắm nhá. Ok. Thế bây giờ mình cấp nguồn là đây, như mình nói mình hàn sai, đây cực dương của mình và dây màu đen. Đây vào dây màu âm. Các bạn không thấy chuông nó kêu đúng không? Đấy, các bạn không thấy chuông nó kêu nhá. Đây mình chưa kẹp thạch anh. Cái điều này để chứng tỏ rằng là người ta không sản xuất cái vi xử lý này có cái tính năng chạy chuông. Tức là cái bắt buộc là vi xử lý này nó phải có thạch anh thì nó mới chạy được chuông. Đó. Và chính là mình tận dụng bởi tính năng là cái thạch anh, mình cứ coi như cái tim của mạch đây. Thì bây giờ cái mạch này là không có tim. Đây, không có trái tim thì không chạy được rồi. Người mà không có tim thì chết. Đấy. Thế bây giờ mình sẽ lắp tim vào nó thì mình sẽ test được thôi. Ok. Đây là thạch anh mình mới mua nhá các bạn nhá. Đây là thạch anh 32,768 kHz. Đây, người ta có thể gọi là thạch anh đầu lọc thuốc lá hoặc là thạch anh ống nhôm, đây tùy vùng miền thôi. Cái này mình cũng không nên đào sâu làm gì. Đấy, mình kẹp vào đây nhá. Ok chưa? Đấy. Cái dây dài này, dây này nó hơi dài một chút cũng không sao, vì cái tần số 32,768 kHz của nó cũng không phải là tần số cao, mà nó có thể bị can nhiễu được. Đây. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó, các bạn sẽ thấy chuông kêu này. Đấy. Đấy. Vậy chúng ta kết luận là thạch anh tốt, các bạn thấy có đơn giản không? Đây. Đấy. Thì trong những cái clip của mình ấy, thì những cái máy test hoặc cái thiết bị test ấy, là mình hoàn toàn cố gắng chế tạo bằng những cái thiết bị mà đơn giản dễ kiếm nhất cho các bạn. Chứ mình cũng không thích dùng những thiết bị chuyên dụng để là cho vào bài giảng của mình. Vì những cái thiết bị nó tiền vài triệu mà các bạn mua về nó chả điểm gì. Thì hôm nào mình cũng sẽ mua một những cái máy mà để test thạch anh ở trên băng hút ấy. Mấy máy cũng rẻ thôi. Mình hướng dẫn các bạn. Như trong quá trình sửa chữa điện tử ấy, để test cái thạch anh nhôm ấy, thì mình thấy là dùng cái mạch này là quá hay và đơn giản rồi. Đây, mình xin được chính xác là mình thấy cái đồng hồ này bị vứt ra sọt rác. Thì mình lôi ra mình chế cái này hướng dẫn cho các bạn test cái thạch anh này, đặc biệt là những bạn ở cái vùng quê hoặc là vùng sâu vùng xa không có những đồng hồ đo tần số nọ kia đây, thì mình làm này chết có khoảng 10.000 thì các bạn có một cái máy đo thạch anh 32,768 kHz chính xác 100%. Đấy. Bây giờ mình lại lấy thạch anh cũ nhá. Rồi. Đây. Mình cũng hay nhặt những cái thạch anh này, các bạn có thể lấy ở trên mainboard máy tính khá nhiều ấy. Đây.
bất kỳ mainboard máy tính nào, nó ngoài ra bên máy tính laptop ấy, thì nó có một số loại thẻ anh dán, hôm nào mình cũng lại lấy này mình test cho các bạn nhé. Đây, đây mình vừa lấy một cái thẻ anh 32K, V32K, rồi mình thử test xem nó sống hay chết nhá. Cách đơn giản là mình gài nó vào. Đấy. Rồi. Xong mình lại cấp nguồn cho nó. Đây. Đây. Các bạn thấy không? Vậy mình kết luận là thẻ anh thì tốt và chúng ta có thể thay vào mạch để cho những cái thẻ anh hư hỏng. Phía trên là mình đã hướng dẫn các bạn chế tạo thiết bị test thạch anh 32,768 kHz từ các vật liệu thông dụng. Thì chúc các bạn thành công và hy vọng cái ứng dụng này nó sẽ góp phần làm cho các bạn sửa chữa thiết bị điện tử nhanh hơn, tốt hơn và đóng góp được những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Chúc các bạn thành công.